はい、今。 Cầm con dao con này. Thưa. Đẹp chưa? Ba tên xiên rồi đấy. Sẵn sàng xiên rồi. Và chỉ việc xét muối không? Đúng rồi, tí nữa ông Huấn nướng hộ Phan nhá. Xong rồi vào uống bia. Đúng rồi. Đấy, bây giờ là ba con cá chê đã sẵn sàng lên bàn quay của ông Huấn quay vịt. Lát nữa anh em tôi sẽ là uống bia. Rồi, chín chưa? Ba con cá chê là đã chín. Đây. Thấy đi. Chín không? Còn gì nữa? Rồi, vào uống bia. Rút một con vào cho nghe. Rồi. Con. Uống bia đi, Thiên ơi. Uống bia đi. Thiên ơi, uống bia đi. Chín đây rồi. Làm cái đĩa đi. Bấm điện đây lên. Đến đây. Đến đây cho nó sạch sẽ. Cho mượn cún cún ra lấy cho mượn cái đôi đũa cái. Để kẹp. Quay mãi cái đĩa không này. Mới đầu nó phải quay đĩa không. Chắc cái ngồi hỏng hay rồi. Hỏng rồi. Đấy, thì cho cái đấy ra trước. Đúng ra lấy con dao cắt cái chỗ đấy đúng không? Thắm thắm cho một con dao để cắt cái chỗ đơn đuôi này trước này. Thôi được. Thằng nào cho phải xé. Ừ, nhưng mà nó nát. Thằng nào cũng phải xé. Nhìn nó cũng hiểu. Nó nát. Cho cái đuôi ra trước. Mẹ nó mồm lại xem con cá nhưng cái này. Con cá nó mồm nó bẩn, cá nó cắn nhoa. Này cắn nó mon đi này. Xoay xoay đi. Kẹp đôi đũa và xoay xoay. Đấy. Nói đi. Để cứ đẹp lên. Cá. Mon bỏ cá đi. Nó dính cái đằng đuôi nó mỏng. Chú cứ rút cái đuôi ra trước đi. Đuôi nó mỏng. Có thể chín chưa? Gần chín. Thử rồi. Đâu đây để xem cá đi. Cứa dọc kia thương dọc. Cứa dọc cho nó đứt cái nó ra luôn. Đuôi thôi, nó dính cái đuôi thôi, từ đấy nó dính rồi. Cái đuôi nó mỏng. Nó im. Tay nó cầm vào cái này. Cái đầu nó quấn này. Sọt đéo nó chẳng bắn của ấy. Nướng vịt thì khéo thế mà nướng cái nướng cá đéo ăn thua. Cá thì nó có như vịt được đâu. Dính quá nhiệt. Mỏng nó sát. Rồi. Thằng nào chọn cho ca bia đây. Thắm ơi. Cho ca bia đây. Rồi. Cho xin tí nước chấm. Chạm cốc pha nữa đi.
thôi món rồi. Xơi đi, xơi đi. Thấu tục rồi. Xơi. Tương ớt à? Đây.